Kính thưa nhà thơ Thạch Thanh, chủ tịch Hội Hiến học Văn học Nghệ thuật tỉnh Phúc, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, trước tiên tôi cơ bản thống nhất với bản báo cáo tổng kết của ban chi hội trình bày trước đại hội. Sau đây tôi xin phát biểu số ý kiến. Thứ nhất, để tham gia vào bản báo cáo thì bản báo cáo này, cái phần đặc điểm tình hình thì có một cái phần nói chung, tôi giới thiệu chung về cái tình hình theo tôi là không nên để tách ra, mà cái phần đấy ta cho vào phần thuận lợi, tức là bản tình hình đặc điểm tình hình có hai phần, một là thuận lợi và hai là khó khăn, để cho nó dễ theo dõi. Bây giờ có một cái mục đệm vào đấy thì nó lại rất khó. Cái thứ hai là về phần thuận lợi thì Hội Văn học thì không có chỉ thị, không có quy định Hội Văn học ban hành các chỉ thị nghị quyết, chỉ có nghị quyết hội đại hội hoặc hội nghị chấp hành chứ không có chỉ thị. Chỉ thị là dùng cho lãnh đạo cấp tỉnh, bộ, ngành, trung ương, chính phủ, làm gì có chỉ thị bao giờ đâu. Giờ đây là ghi là chỉ thị nghị quyết, nắm bắt chỉ thị nghị quyết của hội thì cái đấy là không đúng theo luật nhận thức chỉ thị thì không phải. Cái thứ hai là những cái việc ví dụ như là tăng tiền được cút từ 300 lên 800, đây ghi là động thái, đây là động thái không đúng. Động thái là một cái trợ từ đứng sau động từ để mà nói về một cái việc đã qua. Nhưng động thái ở đây thì là nó lại nghe chừng nó ghê quá, nhưng ở đây là phải dùng từ việc này chứ không phải động thái. Cái việc thứ ba là về khó khăn, ở đây tôi thấy là khó khăn mà triệu tập hội viên khó khăn, bởi vì là vùng xa vùng sâu các thứ, tôi cho đây không phải là khó khăn chủ yếu, bởi vì bây giờ có điện thoại, ai có điện thoại di động cả, mà tiền kinh phí mình có, nhưng hôm nay báo cáo còn 6,5 triệu nữa, thế thì bây giờ chi hội trưởng, chi hội phó được trích một phần tiền nào đó để gọi điện thoại hiện lại. Cái tội gì mà phải cứ đổ cho là khó khăn, đường xá xa xôi anh em không gọi được, không liên hệ được, khó khăn không phải không chính đáng. Bây giờ thời đại công nghệ, cái việc bỏ cách nó không phải là một việc quan trọng. Cái việc thứ ba là trong nhiệm kỳ có 51 tập thơ ra đời, nếu chúng ta cứ thử chia cho 58 hội viên thì bình quân chưa phải là một người một tập, như vậy là cũng không phải là nhiều, ở mức trung bình là mức trung bình. Cho nên là cái nhiệm kỳ tới lúc nãy đồng chí Nguyễn nêu lên phấn đấu 50 tập, tôi cho là ít nhất là phải 60 tập, bởi vì cả 5 năm mà cả 5 năm mọi nhân thì chúng ta phải thấy là lên như vậy. Thế còn cái phần phương hướng thì tôi thấy thế này, cái phương hướng là cái phần một trong những phần quan trọng của đại hội, nhưng mà nêu nó sơ sài. Thứ nhất là tăng cái số tập để chúng ta phấn đấu ít nhất là mỗi người là một tập để chúng ta có 50 năm, và có thể có những hơn thì cái việc đó là phải tăng lên. Cái thứ hai là bổ sung thêm một mục nữa là mục thứ bảy, là duy trì tổ chức ngày thơ Việt Nam và nâng cao chất lượng ngày thơ. Ngày thơ là ngày hội của những người yêu thơ và những nhà thơ chúng ta ngồi đây, thì cái ngày thơ chúng ta phải nên có mặt và chúng ta có đóng góp cho nó. Thì cái đấy là cái việc thứ bảy. Thứ tám là tổ chức đi thực tế trong tỉnh từ 4 đến 5 buổi, 5 năm, ít nhất là chúng ta phải đi mỗi một năm mới một buổi. Bởi vì chúng ta đi đâu thì đâu không biết, nhưng mà khai thác ngay cái mảnh đất quê hương ta còn nhiều vấn đề mà chúng ta có thể biết được. Thì chúng ta nên tổ chức đi thực tế ở ngay địa bàn của mình. Nó vừa là ngắn, nó vừa là chủ động đi được phòng xem lại, và nó gần gũi tuyên truyền
nó sát thực với cái đường lối chính sách của tỉnh. Thứ 9 là nên tổ chức hội thảo 1-2 cuộc hội thảo về thơ. Bởi vì là hội thảo đây đừng nghĩ được ghê hướng, nó có nhiều cấp độ hội thảo. Chúng ta bản thân chi hội chúng ta tự tổ chức hội thảo được để mà đánh giá, xem xét những cái tập, những sáng tác của hội viên, cái nào nó có cái tính nổi trội và chúng ta có thể học tập được thì chúng ta nên tổ chức hội thảo. Thế mà ngoài ra thì cũng có thể hội thảo những cái chung để chúng ta thấy tình hình thơ hiện nay người ta như thế nào để mình học tập. Thứ 10 là nên tổ chức cuộc thi thơ Vĩnh Phúc. Để rất lâu rồi, hơn chục năm nay chúng ta chưa có cuộc thi. Cuộc thi để làm cái gì? Thi chính là để chúng ta động não, động não và vươn tới. Chứ cái giải không phải là quan trọng, được giải chưa chắc là cái quan trọng, nhưng mà tạo ra sản phẩm làm cho động lực, động lực sáng tác chúng ta hơi giải. Kính thưa đại hội, như chúng ta đều biết qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, chi hội thơ vẫn là chi hội nòng cốt của hội văn học nghệ thuật, bởi vì có số lượng hội viên đông nhất, chiếm 1/3 hội viên. Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, người đứng đầu hội đều sinh hoạt ở chi hội thơ. Hàng năm số đầu sách xuất bản cũng chiếm số lượng lớn nhất của hội. Tuy trong các cuộc thi thơ vừa qua thì hội viên thơ Vĩnh Phúc cũng chiếm nhiều giải nhất, như các cuộc thi phụ nữ, công an, làm chầu Tân Cương, hội giáo chức, vân vân. Tuy nhiên, chi hội có phải là chi hội mạnh không? Phải nói nghiêm túc là chưa phải là chi hội mạnh nhất. Tại sao như vậy? Đó là câu hỏi mà chúng ta trăn trở và phải giải đáp. Trước hết, nói về chất lượng tác phẩm thơ Vĩnh Phúc. Thơ Vĩnh Phúc mấy năm gần đây so với mặt bằng khu vực chúng ta đang đứng ở đâu? Đây rằng mọi thứ so sánh đều phổ biến, song điều chắc chắn chúng ta chưa có những tác phẩm nổi trội. Tại sao vậy? Ta tự đánh giá lại, ta tự đi tìm nguyên nhân xem sao. Việc này ban chi hội có bao giờ đem ra phân tích hay chưa? Ngay cả trong báo cáo đại hội cũng chỉ khiêm tốn đưa ra một dòng là sáng tác chưa mạnh, mang tính chuyên nghiệp, còn chung chung dễ dãi. Thơ mà câu chữ dễ dãi, thơ mà vấn đề dễ dãi thì làm sao lay động lòng người. Ở góc độ hội viên, như trong báo cáo đã vạch ra, ở khuyết điểm thứ nhất là năng lực sáng tác còn hạn chế. Năng lực sáng tác là một phạm trù tổng hợp các phẩm chất cá nhân cơ bản. Vậy có phải ta kết nặng quá dễ dãi không? Không phải. Tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện vào hội tương đối chặt chẽ và nhiều ý kiến đang cho là cao. Vậy do đâu? Theo tôi, một số những nguyên nhân để thơ Vĩnh Phúc chưa bứt phá được là chúng ta chưa coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho hội viên, ít tổ chức đi thực tế, nhất là đi thực tế ngay trên mảnh đất Vĩnh Phúc của chúng ta. Mặt khác, chưa tổ chức hội thảo giới thiệu những bài phê bình thơ, những học thuật thơ của những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cho hội viên tham khảo, hoặc tổ chức để các nhà thơ trung ương nói chuyện về kỹ năng làm thơ cho hội viên, vân vân. Đặc biệt cần đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội. Nhiều người đi từ Hà Nội lên, từ Bắc Bình xuống, mất cả ngày trời để đến họp chỉ đọc một bài thơ rồi về. Như ai đó có thơ đạp xe từ sáng đến trưa chỉ mong đọc một câu thơ rồi về thì thật đáng phải suy ngẫm. Chúng ta có rất nhiều tạp chí của trung ương, của các tỉnh bạn gửi đến, báo Văn Nghệ hàng tuần, tạp chí Nhà Văn và Tác phẩm, tạp chí Thơ. Sau các cuộc họp chi hội không chọn lấy một vài bài thơ hay bổ ích đọc cho hội viên nghe, có phải hội viên không thích nghe không? Tôi nghĩ trí thức trên mặt báo, trên mặt sách là ánh sáng, là ngọc ngà, là điều chúng ta cần biết. Hội thảo thơ là phương thức đánh giá, nhìn nhận một cách khoa học,
khách quan nhằm giúp cho tác giả và người yêu thơ trau dồi về chuyên môn, học thuật, về minh triết trong thơ. Hội thảo cũng có nhiều cấp độ, chúng ta hãy làm ở cấp độ của hội đã là tốt lắm rồi, bổ ích lắm rồi. Tôi đề nghị ban chi hội nên đưa vào phương hướng cho nhiệm kỳ tới để có những cuộc hội thảo bổ ích. Kính thưa đại hội, có thể nói chúng ta vào hội để cống hiến, để góp phần xây dựng hội và chi hội vững mạnh. Chúng ta còn học tập lẫn nhau nữa, vì thơ là tiếng lòng, là nỗi niềm, không ai giống ai. Cách tiếp cận thơ mỗi người một góc độ riêng, không thể lấy thơ người này để làm quy chiếu cho người khác. Chân trời của thơ rộng lớn, giống như chân trời vời vợi, thế mà rộng dài cũng là thế. Tuy nhiên, vào hội là phải có tổ chức, cần được quan tâm giúp đỡ. Việc quan tâm thăm hỏi hội viên nhau là cần thiết. Nếu ai có bài nộp cho hội là hết trách nhiệm thì cũng chẳng cần hội họp sinh hoạt, chẳng cần chi hội làm gì. Nhưng đã có chi hội, ắt có sinh hoạt, có tổ chức thăm hỏi khi vui buồn. Nhìn lại mấy năm qua, việc này ít được quan tâm, lấy ai người ấy biết. Ngay cả trong thành phố có hội viên mất và có người cũng chẳng biết. Vì vậy, phải chăng cũng nên có quy chế thăm hỏi cho rõ ràng, phân chia nhóm khu vực phụ trách để thăm hỏi nhau. Với các hội viên tuổi cao, sức yếu, không đi thực tế sáng tác được, nhưng hội cần có kế hoạch sáng tác quý 6 tháng để gửi cho họ biết. Những hội viên đã 75 tuổi trở lên, hội nên dành quỹ hỗ trợ cho họ in tuyển tập. Những hội viên đã quá cố, nhân kỷ niệm 5 năm, 10 năm ngày mất của họ, nên có một trang tạp chí in bài hoặc chi hội phân công người để viết một bài kỷ niệm. Với hội viên, đâu cũng là cách tri ân, tưởng nhớ văn nghệ sĩ, không có gì cao quý hơn thế nữa. Cuối cùng, tôi đề nghị chi hội và hội chúng ta nên tập hợp in một tuyển thơ 20 năm, thơ Vĩnh Phúc 97-2007. Trước đây, hội đã có tuyển thơ 100 năm. Sau 20 năm tái lập tỉnh, số lượng hội viên cũng đã phát triển, thơ cũng đã nhiều. Nếu tôi in cuốn sách này dày dặn, sau in xong có thể làm cuộc hội thảo thơ Vĩnh Phúc 20 năm đổi mới, rất có giá trị. Vì các tỉnh thì có nhiều tỉnh, nhưng chưa tỉnh nào in được tuyển tập và đánh giá nhìn lại chặng đường thơ vừa qua. Một trong những chức năng quan trọng văn học là phản ánh đời sống xã hội, phản ánh sự phát triển xã hội. Nếu làm được việc đó là một công trình để đời, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và chào mừng 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc. Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc và chúc đại hội thành công. Thưa Nguyễn Ngọc Tung nói về một số vấn đề mà trong cái báo cáo tổng kết 5 năm chưa đầy đủ, thì cái này chúng tôi sẽ có kiểm tra để sửa chữa cho nó đầy đủ hơn, và những ý kiến để đưa vào cái phần phương hướng nhiệm vụ năm 2019 2024 thì thư ký sẽ ghi chép đầy đủ cho chúng này, và thì nó sẽ đưa vào văn bản. Xin mời các đại biểu chúng ta ý kiến bắt đầu ý kiến thứ hai. Xin mời. Thưa đồng chí chủ tịch và đồng chí phó chủ tịch, mời văn nghệ, thưa tất cả nhà thơ, có thể nói là 5 năm là một chặng đường, và cái chặng đường này cũng rất nhiều tâm tư và rất nhiều tình cảm. Cái báo cáo của anh Phương thì tất cả chúng ta cũng đã nghe, và về cơ bản thì có lẽ là cũng thống nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cũng đánh giá được những nét cơ bản nhất của thành tích của chi hội thơ của chúng ta. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, thành ra tôi nghĩ rằng cái ưu điểm thì cũng không nên nói nhiều nữa, bởi vì là những cái thứ đó chúng ta đã công nhận với nhau. Nhưng mấy cái nội dung mà chúng tôi nghĩ thời kỳ tới chúng ta cần phấn đấu, nhất là 5 năm tới. 5 năm tới các anh tưởng tượng, các nhà thơ tưởng tượng rằng đã đến 2024, và nhìn lại 5 năm vừa rồi với 5 năm tới thì chúng ta thấy khoảng cách nó sẽ còn rất xa, bởi vì đất nước sẽ phát triển theo một chiều hướng mới, và thơ của Vĩnh Phúc cũng như là mọi
công việc khác của tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ phát triển theo một hướng mới. Chính vì thế thành ra cái phương hướng ấy, mà anh Nam Phương, nhà thơ Nam Phương nêu có 6-7 gạch đồng lòng ấy, thì chưa thể nói đủ được cho các nhà thơ chúng ta nghĩ rằng trọng trách của chúng ta ở đâu với cách mạng của Vĩnh Phúc, cách mạng kinh tế, xã hội, chính trị, vân vân, an ninh quốc phòng. Thành ra phải nên có một cái buổi khác thông qua về thơ đó, viết nó kỹ hơn, nó cụ thể hơn và nó trách nhiệm hơn. Chứ còn sản xuất mấy tập thơ không phải là nội dung chính, mà tập thơ nó phải có tác dụng thế nào. Đấy là vấn đề số 1 là về phương đó. Vấn đề số 2 là về tổ chức. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một tổ chức mạnh hơn. Cái tổ chức mạnh hơn nó ở hai việc. Việc thứ nhất là bản thân chi hội thơ của chúng ta phải mạnh. Chi hội thơ của chúng ta phải mạnh thể hiện là thế nào? Vừa rồi là chi hội thơ, tôi nói thẳng là yếu chứ không phải là mạnh. Yếu vì sao? Bởi vì hai đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch hội ứng cử ở đại hội văn nghệ không bầu chúng chấp hành. Tôi thưa với các anh chị, đấy đã là một biểu hiện rất rõ rồi. Không phải chi hội thơ chúng ta không đồng ý, mà cả các chi hội khác không đồng ý. Anh không vào được chấp hành là vô lý. Chứ ta cái chi hội này lúc nào cũng phải có một nhân vật, không thể hai nhân vật vào chấp hành không? Không vào được. Mà không vào được mà lại chi hội khác người ta gạch tên. Thành ra đấy là nhiều. Thành ra là tôi nghĩ rằng là đấy là biểu hiện cụ thể. Các chi hội điện ảnh, nghệ thuật này thì vân vân các thứ, văn xuôi người ta không chấp nhận mình. Cái yếu thứ hai là tôi nghĩ rằng nói thế nhưng phát triển lực lượng. Tôi thưa các anh các chị là 5 năm nhìn chúng ta thấy già đi, tóc thay đổi, còn lực lượng trẻ chưa thấy ai cả. Đây nhìn từ đây xuống dưới kia lên 5 năm vẫn là nhau. Thành ra là có thể chăng cái mức đặt ra cái phát triển hội phải thay đổi, là phát triển chi hội thơ phải thay đổi. Tôi nghĩ rằng những cái nhân vật, những người mà ở trong xã hội của Vĩnh Phúc chúng ta vẫn còn nhiều lắm. Tôi như tôi biết đây có vài ba anh cũng xuất bản được tập một tập thơ, một tập truyện ngắn này thì vân vân các thứ, nhưng mà vào hội không được. Có chắc đó là một cái gì đó mà chúng ta thấy hội viên chúng ta phải có trách nhiệm để phát triển hội viên. Mà trong những cái chỉ tiêu các anh cái 5-7 bài đăng ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà không bằng chúng ta đánh giá nhau. Tôi giới thiệu một anh bạn ấy đã có 2 tác phẩm ở sản xuất xuất bản ở hội nhà văn. Lấy ví dụ nhà xuất bản hội nhà văn như thế là đủ điều kiện lắm rồi chứ. Bên kia cũng phải 7 bài trên đài, bên trên báo, cái này những cái đề đi thì nó ghê hơn. Đây cũng là một tiêu chí. Khi có bạn bè phát hiện như vậy thì 58 hội viên của chúng ta trong một năm giới thiệu được, mỗi người giới thiệu một người thì đã được hơn 100 nhà thơ nữa rồi. Và nếu mà giới thiệu được 2 người thì đã có 200 nhà thơ rồi. Mở sóc cửa ra. Thưa các anh là chúng ta vẫn đóng kín lắm. Thành ra là tôi nghĩ là phải có tiêu chí khác. Và mỗi lần đại hội như thế này phải nhìn thấy độ vài chục anh thì một nửa là người mới đi. Chúng ta vẫn cũng rồi. Thành ra phải thay đổi là anh già hay anh trẻ thì tôi chưa nói. Nhưng mà chú ý tuổi này và chú ý tuổi trẻ là chú ý nữa. Cái yếu nữa mà tôi thấy là ở các cái huyện thành thị nên thành lập các tổ. Chúng tôi già 75 tuổi rồi, đi lên đến đây nó khó lắm. Tuy nhiên thì thôi đến cái nhà hôm nào tổ trưởng ấy nói chuyện vài câu là biết được mọi thứ tình hình. Bình xuyên đến vài cái đến cái ông nào đấy vân vân. Hiện nay thì tôi là bộ thơ của Thường Yên là cái Bình Xuyên, nhưng mà tôi thấy Bình Xuyên lúc chính tâm hôm thì là coi như thấy lạc đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người chuyên nghiệp của chúng ta đây này, trong số chúng ta đây này, chia thành 5-7 tổ thì đấy mình có tổ trưởng này, nên làm cái việc đấy để làm gì? Nó dễ liên hệ hơn, nó dễ đi lại hơn và nó dễ nhận thông tin hơn. Chứ còn tôi thưa với các anh đừng nghĩ là nó rộng như thế này.
Tôi nói ví dụ như tôi, chính tôi đây đề nghị văn phòng là thay đổi phương án là gửi cho tôi giấy mời, giấy triệu tập hôm nay là bằng mail, thế gửi lên mail. Nhưng mà không có gì báo cáo ngoài cái giấy triệu tập cả. Anh quyết đọc những cái gì đấy, tôi nghĩ là nó ở đâu. Không gửi mail được. Anh gửi một cái giấy triệu tập mà một đại hội như thế này là phải đầy đủ. Cho nó đủ, mới đi có thế đâu. Mail trong vòng bao nhiêu phút đi thì là xong hết chuyện. Và tôi cũng trả lời rằng tôi đã nhận được cái giấy mời, giấy triệu tập rồi. Thế bây giờ chưa đọc tham gia điều lệ hội với những cái gì đó, hội viên không biết gì đâu. Anh ra là tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái yếu mà phải tăng cường. Ngay cái báo cáo thì tôi thưa với các anh là anh Nam Phương đọc một kiểu, anh Quyết nói một kiểu. À, đối với đề cử nhân sự hiện nay, tôi đề nghị là nếu lúc nãy tí nữa có phát biểu thì tôi thôi không phát biểu nữa, tôi phát biểu tại diễn đàn này luôn. Tôi đề nghị là ban chấp hành hay là lãnh đạo chia một thơ là phải có sự thay đổi. Tôi chưa đề cử những người làm phó, làm chấp hành hay là 5 người hay 3 người, tôi chưa đề cử. Nhưng tôi đề nghị chủ tịch là thay đổi. Bây giờ vẫn về với mình. Ở đây không phải tôi ghét anh Quyết đâu. Năm cái đại hội trước, à, cái tổng kết tôi nói anh Quyết rất giỏi và anh Đan Phương cũng rất giỏi. Có cho tôi làm chủ tịch, cái chi hội thư thì cũng không tổ chức được đến mức độ như thế. Các anh tổ chức được như thế là tuyệt vời rồi. Nhưng cũng đã đến lúc thay đổi, bởi vì thứ nhất để nâng cao vai trò vị trí của chi hội phải mạnh chứ không yếu, không đề cử ông Quyết ông Phương và lại bầu không trúng, chúng tôi ngồi dưới tự ái khó chịu lắm. Thành ra phải thay đổi, đấy là những thay đổi thứ nhất, không phải vì tôi ghét anh Quyết mà anh Quyết làm 2-3 khóa rồi chúng tôi biết năng được rồi, thế thôi anh Quyết ạ. Tôi nghĩ là đến lúc cũng phải thế thôi. Tôi đề cử luôn một người có chuyên môn và đã là hội viên hội nhà Việt Nam là anh Tung, đã là chủ tịch hội của chúng ta rồi. Và nếu các anh đồng ý thì không, chưa đến bầu nhưng mà đây là ý kiến phát biểu mà cá nhân thôi. Thì tôi nói là thế này là hội viên hội nhà văn, và như thế là có một người có bằng cấp của hội nhà văn nghiêm chỉnh, và cái người ấy đứng đầu hội thơ chúng ta là xứng đáng. Tôi nghĩ là chủ tập nhưng mà đồng chí Tung còn trải qua một cái việc là đã là chủ tịch hội văn nghệ của chúng ta nữa, thì là làm mà những năm đồng chí Tung làm là những năm có thành tích của hội văn nghệ. Thành ra là tôi nghĩ là thế, là một cái đề cử cá nhân nhé, tôi xin nói là đề cử cá nhân. Thế còn thì cấp phó và cấp chấp hành thì tôi đề nghị là tùy các nhà thơ để ai thì đề cử. Nhưng người chủ tịch phải là người tiêu biểu. Có nhiều thơ, anh Tung xuất bản nhiều thơ, có nhiều thơ hay bởi vì có nhiều bài được phổ nhạc. Và cũng có thể nói rằng là người có kinh nghiệm về tổ chức trong cái chi hội thơ của chúng ta. Thì như tôi nghĩ như thế. Chính vì thế mà tôi cho rằng là chúng ta nên có cái thay đổi mới một chút về nhân sự. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là về chuyên môn thì để ban chấp hành mới thì sẽ có nhiều cái sáng tạo hơn. Nhưng tôi đề nghị là này, ban chấp hành mới của chi hội thơ của chúng ta phải có một cuộc, không phải là đại hội, nhưng mà ít nhất tham mưu tham khảo những ý kiến của những nhà thơ là những nhà thơ trẻ, những nhà thơ có kinh nghiệm, để làm gì? Để xây dựng một phương hướng 5 năm hoạt động cho thơ. Và thơ Vĩnh Phúc phải có tầm đối với khu vực và có tầm đối với đất nước Việt Nam. Tôi thưa các anh chị, tôi nói mãi nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp ông nào ở Tiền Giang ra đây để xem thơ của thế nào cả. Hay là chúng ta vào trong Tiền Giang xem thế nào, Cà Mau xem thế nào. Nói thế, thành ra là tôi nghĩ là phải đầy những cái sáng tăng mới để thơ Vĩnh Phúc đúng có cái vị trí của nó, có vị trí của nó. Và vì thời gian trước mình không phát biểu ý kiến, xin cảm ơn các nhà thơ. Thế ra chúng ta sẽ thêm một ý kiến nữa, nhưng vì là thời gian đã quá rồi, chúng ta để dành cho những nội dung khác được không ạ? Còn
có đại biểu nào thêm ý kiến nữa thì đề nghị là chúng ta sẽ gửi bằng văn bản, chứ không nếu bây giờ chúng ta bắt biểu sẽ quá thời gian bãi thọ, nếu mà có văn bản sẽ gửi văn bản sau. Văn bản gửi cho ai? Văn bản gửi cho trong tay đại hội có một cái giấy triệu tập đại hội, xin tất cả đại biểu mở cái giấy đại hội triệu tập ra đúng hay sai, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi đến đây giữa đại hội trong tay không có một cái gì cả để phát biểu, lẽ ra người ta phải có tập hồ sơ, tập gọi là tập văn bản, anh phải có cái văn bản chương trình nghị sự tất cả các thứ rồi thì người ta mới tham gia ý kiến, người ta phát biểu. Thế làm gì mà cái đó hiện bây giờ chúng tôi phát biểu là không có căn cứ, vì tất cả các báo cáo là không có trong tay, không được đọc nên sao mà phát biểu được, có phải không? Cái đó là cái thứ hai. Nữa là tôi chỉ xin nói là cái mà gọi là tham gia ý kiến vào thay đổi cái điều lệ của hội đó, trong tay hội viên có không? Vừa rồi anh Quyết anh nói một loạt ý kiến của anh ấy nhé, chứ không phải là ý kiến của hội viên, không phải ý kiến hội viên tham gia về việc thay đổi hay là bổ sung vào cái văn bản của ban chấp hành hội. Cho nên tôi nghĩ là này, nhìn chung tôi cũng đồng ý, rất đồng ý ý kiến với lại anh Tung đó, là chi hội của chúng ta nó mòn quá, suốt đời cũng có khen thưởng năm ông ba ông toàn là ABC, có ai khác không? Mà là chắc gì những người cao hơn những người khác. Tôi khẳng định với các bạn như thế, 10 năm năm nay tôi để ý rồi vẫn kiêu ngạo về khen thưởng là một. Thứ hai, tôi cũng xin nói với các bạn đây trong nội bộ, tất cả những tầm nhìn gọi là tầm nhìn người ta, tôi là nhà khoa học tự nhiên, tôi là giáo viên toán, nói về tầm nhìn là người ta nói về không gian, chứ ít khi người ta nói về thời gian. Cho nên mà tầm nhìn 5 năm 10 năm, 5 năm 10 năm nó thay đổi mẹ rồi, 5 năm 10 năm là nó thay đổi hết rồi. Ngay bây giờ chúng ta nghĩ là 4.0 với 7.0 có ai biết cái của anh. Thì tôi đề nghị là thế này, tất cả những cái mà gọi là con số khen thưởng được bao nhiêu những cái đó thì chúng ta cố gắng hạn chế bớt con số đi. Những cái chỉ tiêu này đang thích hợp với năm 1960 thế kỷ trước. Thế kỷ trước là đa số những con số cụ thể và gò vào được cho như thế cả. Thì tôi nghĩ là tất cả những chỉ tiêu ta chỉ cần đưa vào là phấn đấu đạt như thế này, phấn đấu như thế này để nâng cái tầm cỡ nó lên, chứ không đến cứ chỉ tiêu 5, 7 bài hay gì như các ông. Tôi xin nói với các bạn, tôi vui thôi như tôi nói này, chỗ tôi có một ông sáng tác hàng chục tập thơ nhưng có 3 tập thơ mỗi tập 7.000 câu. Tôi đánh đố cả tỉnh thì không ai có. Tôi đánh đố cả tỉnh thì không ai có 3 tập thơ mỗi tập thơ 7.000 câu với lại 6.000 câu. Tuyệt vời. Có thể nói rằng là hội văn học tôi nghĩ là trung ương cũng chưa chắc đã có như thế đâu, nhưng chúng ta chưa khai thác được đúng ở trong quần chúng như anh Tung nói hay là anh nói. Trong quần chúng còn rất nhiều người giỏi. Và bây giờ tôi đề nghị một phương hướng hội văn học của một tỉnh là thế này, nhắm vào trường học đi, nhắm vào các trường học đi, cũng như người ta nói thể dục thể thao là thể dục thể thao từ học đường mà lên. Đấy. Cho nên là cái hội văn học của chúng ta này cố gắng nhắm vào các trường học để mà phát triển, để mà tuyên truyền. Đấy. Thế còn hình thức thế nào thì là do sáng kiến của các đồng chí các bạn, bảo an. Thế bây giờ thì tôi đề nghị thế này, tôi ra về cũng không có tài liệu gì cả, và tôi đến đây cũng không có tài liệu gì cả. Thì đề nghị đại hội này nên nghĩ như thế nào để tôi còn tham gia ý kiến. Kính thưa đại hội, vừa qua thì bà Đỗ Thị Cúc là chi hội trưởng chi hội gia đình văn nghệ dân gian có đến với một tí chúng ta trò chuyện ở đây. Báo cáo điều hành chúng ta vừa nghe khoảng 3 ý kiến, bởi vì là thời gian có hạn, cho nên là chúng ta sẽ chuyển vào cái thời gian sau để chúng ta tiếp tục cái nội dung, không là nó sẽ thay đổi mất.